cho rằng đối phương nhìn đều mình. Nam thanh niên có hành động gây sốc, cho rằng anh T nhìn đều mình. Hiếu đã cầm chìa khóa xe máy rồi đấm liên tiếp vào đầu và mặt anh T. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trường Mỹ đã ra quyết định truy nã đối với Lương Trung Hiếu, sinh năm 2001, xã Hợp Đồng, huyện Trường Mỹ, thành phố Hà Nội, về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra, tối ngày 13 tháng 2 năm 2022, Hiếu đã xảy ra va chạm với anh T, sinh năm 2000, cùng trú tại xã Hợp Đồng, huyện Trường Mỹ. Cho rằng anh T nhìn đều mình, Hiếu đã cầm chìa khóa xe máy rồi đấm liên tiếp vào đầu và mặt anh T, hậu quả là anh T bị tổn thương cơ thể 16%. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 20 tháng 5 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trường Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Trung Hiếu về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10 tháng 4 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trường Mỹ đã ra quyết định truy nã đối với Lương Trung Hiếu. Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho công an huyện Trường Mỹ, cơ quan công an nơi gần nhất. Cảnh sát yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.